Trong những năm gần đây, nhiều linh mục công giáo ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức chống đối trong và ngoài nước, bao gồm tổ chức khủng bố Việt Tân, để kích động giáo dân tham gia các hoạt động trái pháp luật. Chẳng hạn, từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017, các linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam đã lợi dụng việc nhà máy thép Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường để kích động buộc giáo dân tham gia nhiều cuộc biểu tình, trong đó có nhiều cuộc bùng phát thành bạo động. Ở cao điểm của các diễn biến này, ngày 2 tháng 4 năm 2017, những người biểu tình bị mặt đã chặn quốc lộ 1A, dùng gậy tấn công những người đi đường cố tình vượt qua chốt chặn và thuê trẻ em dùng gạch đá tấn công công an. Họ cũng buộc những người trên một xe cứu thương phải quỳ lại để được đi qua chốt chặn. Ngày 3 tháng 4 năm 2017, đoàn biểu tình bao vây tấn công tổ tuần tra của công an hai huyện Lộc Hà và công an xã Bạch Đằng. Bao vây, đập phá tài sản nhà trưởng công an xã Thạch Bằng, chiếm và đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong năm 2016 và 2017, một số linh mục như Nguyễn Thanh Định và Trương Văn Thực cũng phong tỏa giao thông, chiếm không gian công cộng, ngăn cản người thi hành công vụ ở những giáo xứ mà mình cai quản, để che giấu một số đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật như Nguyễn Trung Trực. Trước tình hình đó, khoảng tháng 5 năm 2017, Hội Cựu Chiến binh và các hội đoàn chính thống ở các địa phương đã kêu gọi thành lập Hội Cờ Đỏ để giữ an ninh trật tự. Từ tháng 10 năm 2017, linh mục Đặng Hữu Nam bắt đầu nói với báo chí nước ngoài rằng các thành viên Hội Cờ Đỏ đang dọa giết ông, rằng nhà nước Việt Nam đang dùng Hội Cờ Đỏ để kích động hận thù lương giáo. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, tổ chức Bold People SOS, viết tắt là PPSOS của Nguyễn Đình Thắng đã công bố tập tài liệu Hội Cờ Đỏ, mối đe dọa mới nổi nhắm vào các cộng đồng công giáo ở Việt Nam trước khi trao nó cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa từng có trường hợp thành viên Hội Cờ Đỏ hành hung người công giáo. Từ ngày 23 tháng 10 năm 2018, các nhóm công giáo quá khích bắt đầu đưa tin rằng ông Nguyễn Đình Thọ, hội trưởng Hội Cờ Đỏ xã Khánh Toàn, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã 3 lần đột nhập vào nhà thờ để dọa giết linh mục Đặng Hữu Nam. Ngày 25 tháng 10, Đặng Hữu Nam nói với BBC tiếng Việt rằng Hội Cờ Đỏ dọa giết ông vì từ nhiều năm nay, ông phản đối 20 khoản thuế vô lý mà nông dân xã Khánh Toàn phải nộp. Cụ thể, các khoản phí, thuế bị thu sai mà ông Nam nêu ra bao gồm thuế môi trường, thuế xây dựng nông thôn mới, thuế nông nghiệp, lạm thu tiền của học sinh và tiền phạt con sinh thứ ba là những khoản thuế phí nhà chính phủ đã bỏ ra từ năm 2017. Ông Nam cho biết, mỗi năm, một hộ gia đình xã Khánh Toàn phải nộp đến 3-4 triệu đồng tiền thuế, trong khi đó chỉ có khoảng 300-400.000 đồng là thuế thu đúng luật. Tuyên bố này của Đặng Hữu Nam mâu thuẫn với lời ông cách đây tròn một năm khi ông nói rằng Hội Cờ Đỏ dọa giết ông để chống biểu tình và chống công giáo. Ngoài ra, nó cũng tự mâu thuẫn với chính mình vì ông Nam không thể phản đối các khoản thuế bị thu sai suốt nhiều năm, trong khi đến năm 2017, nhà nước mới bãi bỏ các khoản thuế đó. Khi trả lời phỏng vấn, Đặng Hữu Nam cũng nói rằng nhà nước Việt Nam cấp kinh phí và trả lương cho các lãnh đạo Hội Cờ Đỏ, nhưng không đưa ra bằng chứng cho việc này. Cùng ngày 25 tháng 10, Nguyễn Đình Thắng nói với RFA tiếng Việt rằng PPSOS sẽ trình vấn đề Hội Cờ Đỏ quay lại hoạt động, đe dọa các linh mục và giáo dân lên Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hợp Quốc, khiến Việt Nam phải trả lời vấn đề này trong phiên điều trần UPR năm 2019. Tóm lại, dù Đặng Hữu Nam tố rằng Hội Cờ Đỏ đã dọa giết ông 3 lần, phía công giáo chưa ghi nhận vụ xô xát nào giữa họ và người của Hội Cờ Đỏ. Ông Nam cũng cho rằng Hội Cờ Đỏ đã đột nhập vào nhà thờ để đòi. Ông Nam cũng cho rằng Hội Cờ Đỏ đã đột nhập vào nhà thờ để đe dọa ông, dù theo nguyên tắc của giáo hội thì nhà thờ phải mở cửa cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo. Lời kể của ông Nam về các vụ dọa giết này cũng có nhiều điểm tự mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn với nhau. Sau nhiều lần xôn xao dư luận chống cộng, chuyện ông Đặng Hữu Nam bị Hội Cờ Đỏ dọa giết bắt đầu giống chuyện ngụ ngôn chu bé chăn cừu. Nếu thực sự phát hiện các sai phạm ở địa phương, ông Nam nên làm đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự của pháp luật, thay vì khai thác sự việc theo cách làm của chính ông, khiến ông bị mất uy tín. Dù có năng lực quản lý không được cao lắm, ông Chu Hạo đã trở thành gương mặt nổi nhất làm chống cộng tuần qua. Dù có